Ok, chúng đẹp xưa hơi lỡ dân bằng tòa màu sắc xa nơi khăn nông ví dụ present continue ở past suit tense chưa bằng tòa đầy dân sắc xa nơi khăn nông rồi biếm này cả prà ví dụ present continue ở past suit tense lỡ dân sắc xa tầng ọc nè đôi ta tay dạ, tay trắng bằng bông prà bom sau prà nhé bằng bông Ok, tại trong present continue ở past suit tense chẳng active verb vía bằng phần bàn riêng hay cứ subject plus am plus is plus are hay plus verb ing hay plus object chẳng tới rồi phải passive verb vía cứ subject plus am plus is plus are plus being plus participle plus by plus object chẳng tới ok để khi nhóm bàn chúng mình đẹp chút nó khả năng bây giờ present simple passive chẳng hạn bằng phần cứ đầm bây ở dường ai phát đồ viên tới chỉ passive bằng phần trâu score tìm mối bật thiền tìm bí score bởi dốc tìm bấy score object đồng bởi vì phát đồ tới chỉ passive bàn chẳng đôi passive tìm này cứ tùm rộng bảo viên cứ subject plus am is equal to b nè hay plus b in màu plus participle plus by plus object chẳng tầy nâng cứ chỉ bởi dốc này cả prapra đồng bởi dân phát đồ viên tới chỉ passive voice lớp đôi khả năng cả này nên chả example khả năng cả này nên chẳng they are constructing a casino vụ kế công phung tài sang song nơi casino mặc non rồi còn mà cường bảo vệ chẳng nè chẳng nằm bây ơi đồ tôi chỉ phát xíu được nhóm chùm riêng tăng bị đàm chẳng thì mỗi bóng bôn có sạp chích nông ví dụ này mùi nào sạp chích cứ thầy hai mùi nào cứ chỉ object cứ a casino hai verb bảo viết cứ cái are constructing chia bây giờ present continuous cho những đầu viết tới chỉ passive bằng ôn tiền do object nhé mà thôi chỉ subject màu chẳng tiền máu à lỡ nhầm tỏ tới này tiền ỏi này lỡ nhầm tiền ỏi do casino này khởi nhé object do mà thôi chỉ subject trong passive hãy bắt đầu mới dừng khởi nhà bạn và subject mùi hãy thật ta vì chỉ singular được plural vì chỉ singular chẳng bằng singular pra verb to be mùi ná nóng bày nóng cứ is top boy is dân vô is nếu dân tin is mà đã máu hãy đã being mà thôi mà tin being mà đã máu hãy verb nè constructing nế dân đồ vía tới chỉ phát participle này. Dân tin như này máu constructed cứ verb 3 hãy bài đấm vì chỉ pronoun được chung prap chẳng vì đã có bán dân mình đã có bán này ọc tôi không hơi tệ ok mới tiết we are investigating the rape case vụ dân cầm bông tá sơ bổng kết nơi có nóng cả rần ấy rồi có bọt là mới chạp hầm lộp chẳng dân đang hãy vì nó chỉ sập chịch hay the rape case nó cứ chỉ object hay are investigating những cái ở một tháp verb active chỉ bộ phết này bởi vô chờ rắn đó nè chẳng dân tiên máu dân do the rape case nó tới chỉ object máu tới chỉ subject nông passive máu nè cái này the rape case toàn này nè the rape case hay về chỉ singular that is máu is being being nó tới đại máu being investigated by us vì nó tới chỉ ở vì về tới chỉ subject về tới object chẳng vì object là bao vì us ok to là thiệt I am creating a message nhóm cầm bông tay bằng cả xả được nhóm cầm bông tay sổ xe xa các bạn này. Ok chẳng bây giờ này dân mùi nào chỉ object mùi nào chỉ subject a message nó cứ chỉ object hay ai nó cứ chỉ subject hay creating nó cứ chỉ vào phần này kể giả sạp chẳng dân do object nó khả năng bây giờ active nó mà thôi chỉ subject máu nhìn đã màu nè a message toàn a message toàn a message hay verb bảo viết cứ is cái giả sạp của này về sạp chích này về chìa singular nhưng là is mà hay being hay create này verb nó create tới chìa created tới chìa past participle ok to tiếp she is beautifying her bedroom nàng nó cầm bông tái xâm át nó bình tục kế như là bỏ nàng chẳng mùi nào chìa object mùi nào chìa sạp chích cứ her bedroom nó cứ chỉ object hay she nó cứ chỉ
subject ចឹង យើង យក object នៅ ក្នុង active មក ធ្វើ ជា subject នៅ ក្នុង passive ចឹង យក មក her bedroom មក okay នេះ her bedroom ហើយ singular ដដែល មាន ន័យ សារ ឃើញ អា នេះ is that is that ដដែល ណា បង ប្អូន បើសិន បើ object នឹង plural យើង ដាក់ a ទៅ បើសិន ជា object នឹង វា ជា singular is ចឹង ទៅ តោះ ណា okay her bedroom is hey being ទម្រង មក វា being ហើយ beautify a នឹង ដូរ ទៅ ជា past participle ទៅ beautified by her okay តោះ ទៀត are you doing your homework តើ អ្នក កំពុង ធ្វើ កិច្ចការ របស់ អ្នក ឬ អញ្ចឹង យើង ទាញ មក អា ជា subject អា ជា object ក្នុង ប្រយោគ នេះ គឺ your homework នេះ your homework នឹង គឺ ជា object ហើយ you នេះ គឺ ជា subject ប៉ុន្តែ នេះ ដោយ សារ ជា ប្រយោគ សំណួរ ឥឡូវ យើង ទាញ យក វា មក ដាក់ មក your homework យក មក ធ្វើ ជា subject មក okay នេះ ដោយ សារ នេះ ជា ប្រយោគ សំណួរ សំទោស ដោយ សារ នេះ ជា ប្រយោគ សំណួរ អញ្ចឹង ប្រយោគ សំណួរ គឺ to be ហើយ plus subject plus being plus participle ដោយសារ ខ្ញុំ សរសេរ តែ ប្រយោគ positive ហើយ ប្រយោគ question គឺ បងប្អូន ងាយ យល់ ទេ អញ្ចឹង យើង ទាញ មក is យើង យក to be ដាក់ មក is ហើយ plus នេះ អានេះ មក ធ្វើ ជា subject មក your homework ហើយ being នៅ ដដែល ហើយ doing ទៅ ជា done ដល់ is your homework being done ប្រែថា តើ កិច្ច ការ ងារ ផ្ទះ របស់ អ្នក កំពុង តែ ត្រូវ បាន គេ ធ្វើ ឬ កំពុង តែ ត្រូវ បាន អ្នក ធ្វើ ឬ okay ចាប់ ហើយ ហើយ ជម្រាប ផង ដែរ ខ្ញុំ back មក វិញ តិច okay ខ្ញុំ back មក តិច សំទោស okay យ៉ា back មក កាត់ ឥឡូវ ខ្ញុំ បាច់ back ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ ចង់ និយាយ ថា ប្រយោគ present continuous passive យើង ប្រែ ថា កំពុង តែ ត្រូវ បាន តោះ យើង ប្រែ ថា កំពុង តែ ត្រូវ បាន ប៉ុណ្ណឹង ឯង បងប្អូន ហើយ បើ អត់ យល់ ត្រង់ ចំណុច ណា បងប្អូន comment ខាង ក្រោម មក ខ្ញុំ នឹង ឆ្លើយ តប ហើយ complete subscribe YouTube channel របស់ ខ្ញុំ បាទ ផង គឺ learn english for all level បងប្អូន នឹង ទទួល បាន មេរៀន ប្រចាំ ថ្ងៃ ថ្មី ថ្មី អរគុណ សូម ជម្រាប លា